Thưa quý vị, hiện nay nhu cầu khám bệnh bằng công nghệ siêu âm kỹ thuật cao nhằm phát hiện sớm bệnh tật phát triển âm thầm bên trong cơ thể, cũng như chẩn đoán trước sinh giúp thai phụ có thể phát hiện những dị tật của thai nhi từ những tuần thai đầu tiên là điều hết sức cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe tốt trong thời kỳ mang thai. Tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, phòng khám sản nhi Minh Ngọc, địa chỉ số 36 đường Nguyễn Chí Thanh, hiện là nơi đáng tin cậy, đi đầu trong thực hiện các xét nghiệm công nghệ cao cho kết quả nhanh, chính xác và dịch vụ siêu âm sàng lọc thai kỳ tầm soát dị tật cho bé được nhiều người dân tin tưởng tìm đến. Đây là hệ thống Imulite 2000XP, là hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động với công suất lên đến 200 xét nghiệm mỗi giờ. Hệ thống này được đầu tư bởi phòng khám sản nhi Minh Ngọc Tam Kỳ, cung cấp một danh mục xét nghiệm đa dạng, từ các xét nghiệm thường quy đến các xét nghiệm chuyên sâu, đặc biệt hỗ trợ xét nghiệm dị ứng với hơn 490 dị nguyên và danh mục xét nghiệm tiền sản toàn diện, tích hợp cùng phần mềm đánh giá nguy cơ trước sinh Friska 5. Thiết kế phần mềm và phần cứng tiên tiến giúp xử lý gần như tất cả các khó khăn về xét nghiệm miễn dịch mà nhân viên phòng xét nghiệm phải đối mặt. Ví dụ chẳng hạn như mẹ bầu đến đây, theo từng giai đoạn, chẳng hạn như mẹ bầu đến thăm thai thì sẽ có những cái bác sĩ chuyên khoa sản, sau đó là siêu âm cho các mẹ bầu. Nhưng mà đến tuần tuổi thứ 12 chẳng hạn, thì trong lúc đó đo độ 10 giai gái thì được có các bác sĩ lâm sàng về chăm sóc mẹ bầu bác sĩ sản á, sẽ cho các xét nghiệm về tiền sản, ví dụ như là xét nghiệm về double hay là sau tuần lượt đó thì không có thời gian làm double thì sẽ làm triple ha, để cung cấp cho bác sĩ những các thông tin để chăm sóc mẹ bầu được tốt hơn. Nhưng mà bên mình còn có xét nghiệm rất là nhiều để cung cấp cho các cái bệnh nhân đến khám, chẳng hạn như là việc xét nghiệm các mặt ung thư này, các xét nghiệm sinh hối học vi sinh vân vân. Công nghệ máy xét nghiệm dị tật di truyền thai nhi trong bụng mẹ, máy siêu âm đàn hồi mô tốt nhất nhằm tầm soát các ô nhỏ đã giúp phòng khám sản nhi Minh Ngọc Tam Kỳ, Quảng Nam trở thành nơi cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho kết quả nhanh nhất. Từ bệnh nhân cá nhân đến các bệnh viện trong và ngoài tỉnh có thể đưa mẫu về đây để thực hiện xét nghiệm, kết quả được trả trong ngày. Ngoài ra, tại đây còn có máy siêu âm Volution P8 sàng lọc thai kỳ tầm soát dị tật cho bé ở các hình ảnh từ 2 chiều đến 4 chiều. Thể theo nguyện vọng của bệnh nhân thì người ta cũng rất là muốn xem được những cái hình ảnh về mặt của em bé. Cái máy hiện tại, cái máy vô sinh ở Minh Ngọc Tam Kỳ có thể là nói là một trong những cái máy tốt nhất của thành phố Tam Kỳ hiện nay. Hãy đến với phòng khám sản nhi Minh Ngọc Tam Kỳ để sử dụng dịch vụ xét nghiệm sàng lọc ban đầu cần thiết cho tất cả thai phụ. Phòng khám hiện có đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng giỏi, chuyên môn và tận tâm. Với phương châm, sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi, để mọi người dân được hưởng thụ những thiết bị công nghệ cao nhưng giá cả phù hợp với mức sống tại địa phương. Phòng khám Minh Ngọc Tam Kỳ hy vọng sẽ mang lại sự hài lòng tốt nhất cho người sử dụng dịch vụ. Phòng khám sản nhi Minh Ngọc, địa chỉ 36 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 02352 244 555.